Toàn văn bài giảng ngày 1 tháng 1 của Đức Thánh Cha Francisco, lễ đầu năm mới trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Đây là lời tung hô hân hoan của dân Thánh Thiên Chúa vang vọng trên đường phố Epheso vào năm 431, khi các nghị phụ công đồng tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sự thật này là một dữ liệu cơ bản của đức tin, nhưng trên hết, đó là một sự thật kỳ diệu. Thiên Chúa có một người mẹ và do đó gắn bó mãi mãi với nhân loại của chúng ta, giống như một đứa trẻ với mẹ của mình, đến mức nhân loại của chúng ta là nhân loại của Ngài. Đó là một sự thật đáng kinh ngạc và an ủi, đến nỗi công đồng gần đây nhất, nhóm họp tại đền thờ Thánh Phêrô này, đã tuyên bố rằng, bằng sự nhập thể của mình, con Thiên Chúa, theo một cách nào đó, đã kết hợp với mỗi cá nhân. Ngài làm việc bằng bàn tay con người, Ngài suy nghĩ bằng khối óc con người, Ngài hành động bằng ý chí con người và yêu thương bằng trái tim con người. Được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, người đã thực sự trở thành một người trong chúng ta, giống chúng ta mọi sự, trừ tội lỗi. Đó là điều Thiên Chúa đã làm khi được sinh ra bởi Đức Maria, người đã bày tỏ tình yêu cụ thể của người đối với nhân loại chúng ta, đón nhận nó một cách thực sự và trọn vẹn. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa không yêu chúng ta bằng lời nói nhưng bằng việc làm, không phải từ trên cao, nhưng đến gần, chính xác là từ trong xác thịt của chúng ta. Bởi vì nơi mẹ Maria, ngôi lời đã trở nên xác phàm, bởi vì Chúa Kitô tiếp tục có một trái tim bằng thịt đập cho mỗi người chúng ta. Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Nhiều cuốn sách và bộ sách quan trọng đã được viết về tước hiệu này của Đức Mẹ. Tuy nhiên, những lời này phần lớn đã đi vào trí óc và trái tim của dân Thánh Thiên Chúa qua lời cầu nguyện đơn sơ và quen thuộc đi kèm với nhịp điệu hàng ngày của chúng ta. Những khoảnh khắc mệt mỏi và những khát vọng lớn nhất của chúng ta, đó là kinh kính mừng. Sau một vài câu rút ra từ lời Chúa, phần thứ hai của lời nguyện tiếp tục, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Lời khẩn cầu này, thường được lặp đi lặp lại trong ngày, đã cho phép Thiên Chúa đến gần, qua Đức Maria, trong cuộc sống của chúng ta và lịch sử của chúng ta. Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là những kẻ tội lỗi. Lời kinh ấy được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trên những chuỗi hạt mân côi và vào những lúc cần thiết, trước ảnh thánh hoặc khi đi trên đường. Mẹ Thiên Chúa luôn đáp lại lời khẩn cầu này. Mẹ nghe những lời thỉnh cầu của chúng ta, ẵm con của mẹ trong vòng tay. Mẹ chúc lành cho chúng ta và mang đến cho chúng ta tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa nhập thể. Tóm lại, Mẹ Maria cho chúng ta niềm hy vọng. Vào đầu năm nay, chúng ta cần hy vọng, cũng như trái đất cần mưa. Năm nay mở ra với việc cử hành Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng ta, nói với chúng ta rằng chìa khóa của niềm hy vọng là Mẹ Maria và điệp ca của niềm hy vọng là lời khẩn cầu, Mẹ Thánh Thiên Chúa. Và hôm nay, chúng ta phó thác Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto XVI cho Mẹ Rất Thánh của chúng ta. Xin Mẹ đồng hành với Ngài trên hành trình từ thế gian này đến với Thiên Chúa. Chúng ta hãy đặc biệt cầu xin Mẹ của chúng ta cho những người con trai và con gái của Mẹ đang đau khổ và không còn sức để cầu nguyện. Và cho rất nhiều anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới là nạn nhân của chiến tranh, đang trải qua những ngày lễ này trong bóng tối và giá lạnh, trong nghèo đói và sợ hãi, đắm chìm trong bạo lực và thờ ơ. Đối với tất cả những ai không có hòa bình, chúng ta hãy khẩn cầu Đức Maria, người phụ nữ đã mang đến thế giới vị hoàng tử hòa bình. Nơi Mẹ, nữ vương hòa bình, lời chúc phúc mà chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất đã được nên chọn,
nguyện Chúa đoái thương nhìn đến anh em và ban bình an cho anh em. Dưới bàn tay của một người mẹ, bình an của Thiên Chúa muốn đi vào nhà của chúng ta, trái tim của chúng ta và thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải làm gì để nhận được sự bình an đó? Chúng ta hãy để những người mà chúng ta gặp trong bài tin mừng hôm nay hướng dẫn. Những người đầu tiên nhìn thấy Đức Mẹ và Hài Nhi đó là các mục đồng Bethlehem. Họ là những người nghèo và có lẽ hơi thô lỗ, và đêm đó họ đang làm việc. Tuy nhiên, họ, chứ không phải những người uyên bác hay quyền thế, lại là những người đầu tiên nhận ra Thiên Chúa giữa chúng ta. Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó và yêu thương ở với người nghèo. Tin mừng nhấn mạnh hai điều rất đơn giản mà các mục đồng đã làm, những điều đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Họ đã đi và thấy. Hai hành động, đi và thấy. Đầu tiên, đi. Tin mừng cho chúng ta biết rằng các mục đồng vội vàng ra đi. Họ đã không chờ đợi xung quanh. Lúc đó là ban đêm. Họ phải giữ đàn gia súc. Và tự nhiên họ cảm thấy mệt mỏi. Họ có thể dễ dàng chờ đợi bình minh, trì hoãn cho đến khi mặt trời mọc để đi xem Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Thay vào đó, họ ra đi một cách vội vã. Bởi vì trong bối cảnh liên quan đến những điều quan trọng, chúng ta cần phải phản ứng nhanh chóng và không chờ đợi, vì ân sủng của Thánh Thần không thể chậm trễ. Và thế là họ gặp được Đấng Messiah, Đấng được chờ đợi trong nhiều thế kỷ, Đấng mà rất nhiều người khác đã tìm kiếm từ lâu. Thưa anh chị em, nếu chúng ta muốn chào đón Thiên Chúa và sự bình an của Người, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn mọi việc tốt đẹp hơn. Chúng ta cần đứng dậy, nhận ra những khoảnh khắc của ân sủng, lên đường và mạo hiểm. Chúng ta cần phải mạo hiểm. Hôm nay, trong ngày đầu năm mới này, thay vì đứng suy nghĩ và hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi, chúng ta nên tự hỏi bản thân, năm nay mình muốn đi đâu? Tôi có thể giúp ai đây? Rất nhiều người, trong giáo hội và ngoài xã hội, đang chờ đợi điều tốt lành mà anh chị em và chỉ anh chị em mới có thể làm. Họ đang chờ đợi sự giúp đỡ của anh chị em. Ngày nay, giữa sự thờ ơ làm tê liệt các giác quan của chúng ta, sự thờ ơ làm tê liệt trái tim chúng ta và sự cám dỗ lãng phí thời gian dán mắt vào bàn phím trước màn hình máy tính, những người chăn chiên đang kêu gọi chúng ta lên đường và tham gia vào thế giới của chúng ta, để bẩn tay của chúng ta và để làm một số tốt. Họ đang mời gọi chúng ta gác lại nhiều thói quen và những tiện nghi của chúng ta để mở lòng đón nhận những điều mới mẻ của Thiên Chúa. Những điều được tìm thấy trong sự khiêm nhường phục vụ, trong sự can đảm chăm sóc người khác. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy bắt chước các mục đồng, chúng ta hãy mau mắn lên đường. Tin mừng cho chúng ta biết khi đến nơi, các mục đồng gặp được bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Sau đó, tin mừng nói thêm rằng sau khi nhìn thấy Hài Nhi, họ lên đường, đầy kinh ngạc, để nói với những người khác về Chúa Giêsu, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa về mọi điều họ đã nghe và thấy. Điều quan trọng là họ đã nhìn thấy Người. Điều quan trọng là nhìn thấy, nhìn quanh và giống như những người chăn chiên, dừng lại trước Hài Nhi đang nằm trong vòng tay của mẹ Người. Không nói gì, không hỏi gì, không làm gì, chỉ đơn giản là nhìn trong thinh lặng, tôn thờ và chiêm ngưỡng tình yêu dịu dàng và an ủi của Thiên Chúa làm Người, và mẹ của Người và cũng là mẹ của chúng ta. Vào đầu năm nay, trong số tất cả những điều khác mà chúng ta muốn làm và trải nghiệm, chúng ta hãy dành một chút thời gian để nhìn, để mở mắt và chú ý trước những gì thực sự quan trọng, đó là Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy can đảm để trải nghiệm điều kỳ diệu của cuộc gặp gỡ,
Đó là phong cách của Thiên Chúa. Đó là một cái gì đó rất khác với sự quyến rũ của thế giới, là thứ dường như làm chúng ta bình tĩnh. Điều kỳ diệu của Thiên Chúa và của cuộc gặp gỡ mang lại cho chúng ta bình an. Thế giới chỉ có thể gây mê chúng ta và mang lại sự an tâm. Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống bận rộn của chúng ta không dừng lại, dù chỉ một lúc, để gần gũi với Chúa và lắng nghe lời Người, để đọc kinh, để tôn thờ và ngợi khen Người. Chúng ta cũng làm như vậy với những người khác, bận bịu với công việc của mình hoặc lo chuyện tiến lên. Chúng ta không có thời gian để lắng nghe vợ, chồng mình, nói chuyện với con cái, hỏi han chúng xem chúng thực sự thế nào, và không chỉ đơn giản là về việc học tập hoặc sức khỏe của chúng. Và thật tốt biết bao khi chúng ta dành thời gian lắng nghe những người lớn tuổi, những ông bà của chúng ta, để ghi nhớ ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc đời chúng ta và tìm lại cội nguồn của mình. Chúng ta cũng hãy tự hỏi, liệu chúng ta có khả năng nhìn thấy những người hàng xóm, những người sống trong cùng một tòa nhà, những người chúng ta gặp hàng ngày trên đường phố hay không? Anh chị em, chúng ta hãy noi gương các mục đồng, chúng ta hãy học ca nhìn. Để hiểu làm sao nhìn bằng trái tim của chúng ta hãy học cách nhìn. Đi và thấy. Hôm nay Chúa đã đến giữa chúng ta và Mẹ Thiên Chúa đặt Người trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy khám phá lại nhiệt tình đi ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy bí mật có thể làm cho năm nay thực sự mới. Và nhờ đó vượt qua sự mệt mỏi vì bế tắc hoặc sự yên bình giả tạo quyến rũ. Và giờ đây, thưa anh chị em, tôi mời tất cả anh chị em hãy nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy cầu khẩn Mẹ ba lần, như người dân Ê-phê-sô đã cầu xin. Lạy Mẹ Thánh Thiên Chúa. Lạy Mẹ Thánh Thiên Chúa. Lạy Mẹ Thánh Thiên Chúa. Amen. Bài giảng của Đức Thánh Cha lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 1 tháng 1 năm 2022. Anh chị em thân mến, các mục đồng gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hải Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Máng cỏ là dấu hiệu vui mừng cho các mục đồng, đó là xác nhận những gì họ đã nghe từ Thiên Thần. Đó là nơi họ thấy Đấng Cứu Rỗi. Và đây cũng là minh chứng Thiên Chúa ở bên cạnh họ, Ngài sinh ra trong máng cỏ. Một vật thể Ngài biết rõ. Như thế Ngài tỏ ra gần gũi và quen thuộc. Nhưng máng cỏ cũng là một dấu hiệu vui mừng cho chúng ta. Chúa Giê-xu chạm đến trái tim chúng ta khi Ngài sinh ra nhỏ bé và khó nghèo, truyền cho chúng ta tình yêu hơn là sợ hãi. Máng cỏ cho chúng ta biết trước, máng cỏ sẽ là thức ăn cho chúng ta. Và sự khó nghèo của Ngài là tin vui cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho những người sống bên lề, những người bị loại trừ, những người không có giá trị gì dưới mắt người khác. Chúa xuống thế, không một ưu tiên, không một chiếc nồi. Đó là cả một nét đẹp khi chúng ta nhìn thấy Ngài trong máng cỏ. Nhưng với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa thì không phải như vậy. Mẹ đã chịu tai tiếng của máng cỏ. Trước cả mục đồng, Mẹ cũng được Thiên Thần báo tin với những lời trang trọng gợi lên ngai vua David và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Và bây giờ mẹ phải sinh trong máng súc vật. Làm thế nào ngai vua lại ở chung với máng súc vật nghèo nàn? Làm thế nào dung hợp giữa vinh quang của đấng tối cao với sự khốn khổ của chuồng bò? Chúng ta hãy nghĩ đến sự bối rối của Mẹ Thiên Chúa. Còn gì đau lòng cho bà mẹ khi thấy con mình chịu cảnh khó nghèo? Mẹ hẳn phải nản lòng.
Chúng ta không thể trách mẹ nếu mẹ than phiền về tất cả nỗi đau không mong chờ này. Nhưng mẹ không nản lòng. Mẹ không giải bày nhưng mẹ giữ im lặng. Mẹ không chọn thái độ phàn nàn. Mẹ chọn một thái độ khác. Tin mừng cho chúng ta biết, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là cách làm khác với cách làm của các mục đồng, của các người dân. Họ nói với mọi người những gì họ thấy, thiên thần xuất hiện vào lúc nửa đêm, những lời liên quan đến Hải Nhi. Và dân chúng khi nghe những điều này, đều kinh ngạc, lời nói và kinh ngạc. Ngược lại mẹ Mary trầm tư. Mẹ giữ và suy niệm những điều này trong lòng. Đây là hai thái độ khác nhau mà chúng ta cũng có thể thấy ở mình. Chuyện kể và sự kinh ngạc của mục đồng nhắc lại điều kiện những bước đầu trong đức tin. Khi đó tất cả mọi thứ đều dễ dàng và đi một đường thẳng. Chúng ta vui mừng với điều mới lạ của Chúa. Đấng đã vào cuộc sống, mặc lấy mọi chiều kích của kinh ngạc. Trái lại, thái độ suy gẫm của Đức Maria là biểu hiện của một đức tin chín chắn, trưởng thành, không phải đức tin của những người mới bắt đầu. Một đức tin không vừa được sinh ra, nhưng một đức tin đã trở thành nguồn phát sinh. Bởi vì sự phong phú thiêng liêng phải qua thử thách. Từ sự tĩnh lặng của Nadares và những lời hứa huy hoàng của thiên thần lúc ban đầu, bây giờ mẹ Maria đang ở trong chuồng bò tăm tối của Bethlehem. Nhưng đây là nơi mẹ trao Chúa đến cho thế giới. Và trong khi những người khác đối diện với máng cỏ chướng mắt lẽ ra sẽ bị nản lòng, mẹ thì không. Mẹ suy gẫm mọi sự trong lòng. Chúng ta hãy học nơi mẹ Thiên Chúa thái độ này, luôn suy gẫm. Vì nó cũng xảy ra với chúng ta. Chúng ta đôi khi cũng sống cảnh máng cỏ chướng lòng. Chúng ta mong chờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp và rồi, như tia chớp trên bầu trời, một vấn đề đột nhiên phát sinh. Nó tạo cú sốc đau lòng giữa những mong chờ và thực tế. Nó cũng xảy ra trong đức tin. Khi niềm vui của tin mừng bị thử thách vì một tình huống khó khăn chúng ta phải trải qua. Nhưng hôm nay, mẹ của Thiên Chúa dạy chúng ta tận dụng cú sốc này. Mẹ cho chúng ta thấy đó là điều cần thiết, là con đường hẹp để đi đến đích, đến thập giá. Mà không có thập giá thì không có sống lại. Giống như sinh con trong đau đớn, để đức tin có cuộc sống trưởng thành hơn. Anh chị em thân mến, tôi tự hỏi làm cách nào để đi qua đoạn đường này, làm cách nào để vượt lên cú sốc giữa lý tưởng và thực tế. Chính xác phải làm như mẹ Maria, giữ trong lòng và suy gẫm. Trên tất cả, mẹ Maria giữ trong lòng, mẹ không phân tán. Mẹ không vứt bỏ những gì xảy đến với mình. Mẹ giữ mọi sự trong lòng. Tất cả những gì mẹ nghe, mẹ thấy. Những điều tốt đẹp như thiên thần đã nói với mẹ và những gì các mục đồng kể cho mẹ. Nhưng mẹ cũng giữ cả những chuyện khó khăn phải chấp nhận, nguy hiểm khi mang thai trước hôn nhân. Bây giờ là nỗi lo khi sinh con. Và đây là những gì mẹ Maria làm, mẹ không lọc chọn. Mẹ giữ trong lòng. Mẹ đón nhận thực trạng của thực tế. Mẹ không tìm cách che giấu. Mẹ không ngụy trang cuộc sống. Mẹ giữ trong lòng. Và sau đó là thái độ thứ hai, mẹ Maria đã giữ trong lòng như thế nào? Mẹ giữ trong lòng khi suy gẫm. Động từ được tin mừng dùng để nói lên sự đan xen giữa các sự việc, Đức Maria đối diện những trải nghiệm khác nhau. Mẹ tìm ra những sợi dây ẩn giấu gắn kết chúng lại với nhau. Trong trái tim mẹ, trong lời cầu nguyện của mẹ, mẹ hoàn thành công việc phi thường này, liên kết những điều tốt và xấu. Mẹ không tách chúng ra, nhưng hợp chúng lại. Và đó là lý do tại sao Đức Maria là mẹ của tính phổ quát công giáo. Chúng ta có thể
tất nhiên qua ngôn ngữ. Có thể nói đó là lý do vì sao mẹ Maria mang tính phổ quát công giáo. Vì mẹ hợp nhất, mẹ không tách rời. Và vì vậy mẹ nắm trọn nghĩa, phối cảnh của Chúa. Trong lòng mẹ, mẹ hiểu vinh quang của Đấng Tối Cao là khiêm nhường. Mẹ đón nhận chương trình hoạch định cứu rỗi, rằng Chúa phải được đặt trong máng cỏ. Mẹ nhìn hài nhi mong manh và run rẩy, chào đón sự đan xen thiêng liêng tuyệt vời của điều vĩ đại và điều nhỏ bé. Và mẹ giữ trong lòng và suy niệm. Cái nhìn bao gồm này vượt lên các căng thẳng, giữ lại và chiêm niệm trong lòng. Đó là cái nhìn của các bà mẹ không chia tách trong những căng thẳng. Họ giữ chúng và như thế họ làm cuộc sống lớn lên. Đó là cái nhìn của biết bao nhiêu bà mẹ đã ôm lấy tình huống của con cái mình. Đó là cái nhìn thực tế, không để mình bị nản lòng. Cái nhìn không bị tê liệt trước các vấn đề, nhưng đặt chúng vào một viễn cảnh rộng lớn hơn. Và mẹ Maria tiếp tục như vậy cho đến đồi Canvê, giữ trong lòng và suy gẫm. Hình ảnh đến trong tâm trí là hình ảnh khuôn mặt các bà mẹ ở bên con mình khi chúng bị bệnh hay gặp khó khăn. Như có tình yêu trong đôi mắt của các bà mẹ. Khi khóc họ biết truyền sức mạnh cho lý trí niềm hy vọng. Cái nhìn của họ có ý thức, không ảo tưởng. Nhưng ngoài nỗi đau và các vấn đề, cái nhìn của họ mang một viễn cảnh lớn hơn. Đó là quan tâm, yêu thương, một tình yêu tái tạo hy vọng. Đó là những gì các bà mẹ làm. Họ biết cách vượt lên trở ngại và xung đột. Họ biết cách thổi tinh thần hòa bình. Vì thế họ thành công trong việc biến đổi nghịch cảnh thành cơ hội tái sinh, thành cơ hội phát triển. Họ làm điều đó vì họ biết giữ trong lòng. Những người mẹ biết cách giữ trong lòng. Họ biết cách duy trì những đứa con của sự sống chung lại với nhau. Tất cả. Chúng ta cần những người có thể dệt nên những sợi dây hiệp thông để chống lại quá nhiều hàng rào kẽm gai của chia rẽ. Và đó là điều các bà mẹ biết làm. Năm mới bắt đầu dưới dấu chỉ của mẹ Thiên Chúa. Dưới dấu chỉ của người mẹ. Cái nhìn mẫu tử là con đường để tái sinh và lớn lên. Các bà mẹ, các phụ nữ nhìn thế giới không phải để khai thác nhưng để thế giới có sự sống, nhìn với tâm hồn. Họ đã có thể giữ những ước mơ và điều hiện thực chung với nhau, tránh những lệch lạc của chủ nghĩa thực dụng và trừu tượng hóa. Và giáo hội là mẹ. Mẹ theo cách này. Giáo hội là phụ nữ. Phụ nữ theo cách này. Đó là lý do vì sao chúng ta không thể tìm thấy chỗ của phụ nữ trong giáo hội mà không xem trọng trong lòng người phụ nữ người mẹ. Đây là chỗ của phụ nữ trong giáo hội, một nơi cao cả mà từ đó tạo ra những điều thứ yếu, những điều cụ thể hơn. Nhưng giáo hội là mẹ, giáo hội là phụ nữ. Và trong khi các bà mẹ mang đến sự sống, các phụ nữ giữ gìn thế giới. Tất cả chúng ta cùng cổ động cho các bà mẹ và bảo vệ cho các phụ nữ. Biết bao nhiêu bạo lực đã làm trên phụ nữ. Đủ rồi. Làm tổn thương một phụ nữ là xúc phạm đến Chúa. Đấng mang lấy nhân tính từ phụ nữ. Không phải của thiên thần. Không phải trực tiếp. Của một phụ nữ. Như một phụ nữ. Giáo hội phụ nữ mang nhân tính của các con. Bắt đầu năm mới, chúng ta đặt mình dưới sự che chở của người phụ nữ này. Mẹ Thiên Chúa là mẹ của chúng ta. Xin mẹ giúp chúng ta giữ trong lòng mọi sự, suy gẫm mọi sự, không sợ các thử thách. Trong niềm vui xác tín, Chúa trung tín, Ngài biến đổi thánh giá thành phục sinh. Ngay cả hôm nay, chúng ta cầu khẩn mẹ như dân Chúa ở Ê-phê-sô đã làm. Tất cả chúng ta đứng dậy, nhìn Đức Trinh Nữ như dân Chúa đã làm ở Ê-phê-sô. Chúng ta lặp lại thánh danh mẹ Thiên Chúa 3 lần. Cùng nhau chúng ta tôn vinh Thánh Maria mẹ Thiên Chúa.
Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa. Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa. Chúc anh chị em ngày mới tốt lành và hạnh phúc.